Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái công cụ dùng để kiểm tra lại việc chúng ta label là đúng hay chưa. Ví dụ đây, mình mở một cái hình lên thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái hình đó chúng ta đã label cái vật đó như thế nào và cái class đó là đúng chưa. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cái việc label ở trên web của chúng ta. Rồi, ví dụ như mình mở một cái ảnh bất kỳ. Này, anh 49 đi. Hoặc chúng ta có thể là chọn tất cả. Chúng ta mở cũng được. Rồi chúng ta sẽ chạy lui thì tới. Cái số này là thể hiện là tổng số ảnh mà chúng ta đã có trong cái tập dữ liệu của chúng ta. Chúng ta có thể mở từ ảnh đầu tiên. Thì ảnh của chúng ta thì trên code đó thì nó là xuất phát từ 0, nhưng mà trên giao diện thì nó sẽ chạy từ 1 đó, thì nó hơi khác khác xíu. Thì đó là cách mà chúng ta kiểm tra việc label chúng ta đúng chưa. Ví dụ như hình đây nó bôi khung rồi cái flat, chúng ta phải kiểm tra lại những thông số đó coi chúng ta label đúng chưa. Thì cách làm cái công cụ này như thế nào? Thì đầu tiên nhất thì nếu các bạn nào không có thời gian á thì các bạn có thể vô cái phần mô tả của video bên dưới á, các bạn lấy cái link mời vô trong Discord thì các bạn vô kênh của mình, rồi xong rồi các bạn vô trong cái phần thông báo này nè, các bạn kéo lên trên cùng. Thì đây các bạn sẽ lấy cái link này về các bạn dùng. Thì trong cái link này là có tất cả code của mình từ trước đến nay. Thì bạn coi là ví dụ như cái project này thuộc là dự án số 81. Thì ở đây các bạn gõ số 81. Hoặc là ví dụ như dự án mình là số 60 chẳng hạn. Thì các bạn vô đây, gõ cái số đó vô thì nó sẽ tìm ra cái dự án đó cho các bạn, nó sẽ nhanh hơn. Đó là lưu ý thêm thôi. Rồi bây giờ để tạo được cái tool này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái giao diện như thế này. Thì nếu các bạn nào chưa biết tạo cái giao diện này như thế nào, các bạn có thể xem link bên dưới video trong phần Beauty Designer cơ bản á. Các bạn xem từ những cái bài đầu thì mình có hướng dẫn rất là chi tiết về cách tạo giao diện như thế nào. Thì ở đây cụ thể là mình dùng cái label. Đây là mấy nút nhấn, đây là cái line edit. Thì cái giao diện này là mình lấy từ một cái bài khác cho nên mình chỉ sửa lại một tí cho nó phù hợp với cái bài này thôi. Thì code load lên giao diện thì mình sử dụng cái code màn hình loại 2. Đây là code mình vẫn quen sử dụng từ trước đến nay. Đó, code màn hình loại 2 chỉ có vài dòng code thế này thôi. Thì chúng ta chỉ sửa duy nhất là cái tên của cái file mà chúng ta tạo giao diện á, chúng ta sửa cái tên nó lại. Rồi cái này là cái mình tạo bằng cái main UI á, thì mình sẽ để như thế này. Thì đây là cái phím khởi tạo thôi, thì mình tạm thời để lại nhé. Tạm tắt mấy cái này đi. Đó, thì load lên giao diện chúng ta là mình dùng cái GUI số 2. Thì mình load những cái code này mình mới giới thiệu, này là mấy cái thư viện bổ trợ để mình chạy cái code này. Này là mấy cái tên biến mình khai báo để bổ trợ trong cái việc mà hoàn thành cái code thôi. Đó, thì như đây là chúng ta đã chạy lên được cái giao diện cơ bản như thế này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi nhấn mấy cái nút này để hoàn thành. Thì trong này sẽ có một số cái nút về dư không có dùng tới nên mình sẽ tắt bỏ đi.
thì mình tiến tới cái đầu tiên là mình đi sửa chữa lại cái nút. Ví dụ như nút này mình chuyển thành chữ nét, nút này mình chuyển thành chữ cát, nút này thì mình bỏ đi, mình đánh dấu gì là coi như mình không sử dụng. Cái label thì mình để cái dạng là full, cái dạng scale full là không cho phép cái hình nó phóng to ra hết cái label này, mà là nó sẽ phóng tùy theo cái cách mà mình tự mình điều chỉnh lấy. Rồi label set frame led, cái này là dùng để bôi cái khung, bôi cái đường màu đen này để chúng ta thấy cái label này hiện tại nó đang nằm ở đâu. Thì sau khi chúng ta chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ thấy hai nút này bị tắt đây nè, và chúng ta sẽ sử dụng ba nút này thôi. Đó là ý nghĩa của cái đám code này. Rồi, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đi load cái ảnh lên, dùng cái nút này để load ảnh lên. Đây đó cái device đầu tiên. Thì cũng tương tự như những bài trước thì load ảnh thì mình bắt đầu với việc là load cái link của ảnh lên. Thì ở đây mình chọn option như thế này. Option này là để nó mở ra một cái giao diện này. Thì cái giao diện này là giao diện do BBT nó tạo ra. Thì chính vì vậy mình dùng cái option này là để cái giao diện này cái nó nhìn nó cũng giống giống cái giao diện chúng ta hay mở file bình thường á, nhưng mà nó sẽ biểu tượng nó nhìn sẽ hơi khác khác xíu. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng cái mặc định của cái window của chúng ta tự vẽ thì chúng ta sẽ bỏ một option này đi, thì nó sẽ mở lên cái giao diện mở ảnh thông thường mà chúng ta vẫn mở với cái window loại đó, ví dụ Windows Linux hay là Windows OS gì đó. Ở đây là chúng ta sẽ lấy ra được cái link file nè. Thì sau khi chúng ta bấm vô đây chọn, chúng ta được phép chọn tới một cái file nào đó. Rồi bấm open để mở nó lên. Thì do là code mình chưa hoàn chỉnh nên là nó báo lỗi, tại vì một số đoạn code mình tạm tắt đi cho hiểu ấy. Thì sau khi lấy được cái link ảnh rồi thì để mình nói thêm nhé, lấy cái link ảnh này mình sử dụng cái get open file name. Thì get open file name này có hai loại, một loại là có s và một loại không có s. Cái loại có s này là cái loại mà chúng ta có thể mở được nhiều file hoặc là một file đều được. Thì đây là tên của cái đây nè, dây chọn ảnh á. Rồi cái này là cái mặc định là để chúng ta mở file png, jpg và bmp. Thì ở đây mình sử dụng chủ yếu là jpg là chính, còn mấy cái này phụ thôi, chúng ta không thích chúng ta bỏ đi cũng được. Rồi, khi chúng ta lấy được cái link rồi đếm tổng số hình đã mở, thì đây là mình mở bất kỳ nên là mình không biết là các bạn sẽ mở bao nhiêu ảnh, cho nên mình cần đếm cái số lượng ảnh để mở đó, thì mình gọi là mark offset, đếm cái số lượng ảnh mà mình đã mở. Thì sau đó mình ghi lên trên cái là list đó cái số đó. Rồi tiếp theo là mình mở cái hình đó lên. Cái thuật toán ghi lên trên ledit là mình gọi ledit ra rồi mình sẽ test nó. Còn đây là dạng số cho nên chúng ta sẽ chuyển thành đuôi là str để chuyển thành dạng chữ. Rồi chúng ta đi mở cái hình lên nha. Thì đi mở cái hình lên thì chúng ta cũng bắt đầu việc là lấy cái cell link. Cell link này thì bằng cái link này, cái link hồi nãy mình mở, nhưng mà do cái link này là một cái danh sách
rất là nhiều file ở trong đó. Cho nên để mở được một hình cụ thể thì chúng ta phải xác định chính xác cái hình đó là hình nào trong cái danh sách đó. Chính vì vậy nên mình lấy ra cái cell link này và thêm cái index là cell index. Index này là một cái số chạy từ 0 đến bao nhiêu đó. Thì cái số này nó sẽ quyết định là chúng ta sẽ chọn ra cái hình nào bên trong cái list đó. Rồi chúng ta bỏ cái link đó vô này để tiến hành mở nó lên. Thì nếu mà cell link có thì nó sẽ mở cái link nó lên. Rồi, nó in ra cái tên file đó nè. Cell original image là cái ảnh gốc bằng qubit map cell link. Cái này là cái thuật toán mở file của BWT5. Chúng ta sẽ biến cái file mở cái file đó với định dạng của bitmap. Thì giống như mở một cái file bình thường mà chuyển nó về cái định dạng mà BWT5 có thể hiểu được thì nó chuyển qua loại kiểu bitmap đó. Rồi, chiều rộng và chiều cao, lấy ra chiều rộng và chiều cao của cái label. Thì như nãy mình nói đó là do là mình tắt cái chức năng mà scale cái hình to ra. Ví dụ cái label chúng ta thế này thì mình mở mà mình để cái này vào true thì hình mở lên nó sẽ full cái này to nhỏ bằng biến, mà cái hình nó sẽ kéo dễ nó cho full cái này luôn, thì vô tình nó sẽ làm rã ra rã cái hình của chúng ta ra theo cái kích thước này, cho nên đôi khi nó làm cái hình ta nó khá xấu. Cho nên mình muốn là nó scale một cách có kiểm soát. Chính vậy mình cho nó là scale cái hình góc này theo cái dạng là cũng scale theo chiều rộng và chiều cao của cái label này, nhưng mà có thêm một cái điều kiện là giữ nguyên tỷ lệ hình. Thì tỷ lệ hình ở đây là ví dụ cái hình chúng ta mà nó cao thế này đó, thì khi mở lên nó cũng giống vậy, hoặc cái hình chúng ta nó ngang thế này thì mở lên nó cũng hình dạng giống vậy. Đây là ý nghĩa của cái chữ này cell.label.set.bitmap. Rồi save image. Thì cái hình sau khi chúng ta đã scale xong thì chúng ta mở nó lên cái label này. Mình tạm tắt này đi nhé. Chúng ta chọn một cái hình bất kỳ. Là đã. Hoặc là mình sẽ chọn một lố coi. Tại code mình chưa hoàn chỉnh nên mở con lố chịu không? Nó cũng chịu. Nó mặc định nó lấy cái hình đầu tiên. Thì CNDES đây mình cái báo nó bằng không. Tức là vừa mở lên cho dù chúng ta có bao nhiêu hình cần biết thì nó mặc định nó lấy cái đầu tiên. Như vậy. Rồi, sau khi mở được cái hình, ta đi tới cái tiếp theo là chúng ta vẽ lên đó cái bounding box. Rồi, thì ở đây mình quy ước thế này, thì do là mình lấy theo cái cấu hình của cô 128 hình rồi trend 2017, thì nếu các bạn nào có cái tập data mà nó không giống thế này thì các bạn có thể là xóa mấy cái hình này đi, các bạn copy hình các bạn bỏ vô đây rồi xóa cái bên label này hết đi. Các bạn copy label các bạn bỏ vô đây cho nó giống cái dạng cấu hình này thì khi đó mới sử dụng được cái code này. Còn nếu như các bạn muốn mở hình một cách tùy ý ở bất kỳ đâu thì cái loại này thì ví dụ file Coco 128 này các bạn có thể để trong cái project này cũng được, hoặc là để bất kỳ đâu trên màn hình cũng được, nhưng mà nó phải tuân theo cái cấu hình này là được. Còn nếu các bạn mà tự tạo ra một cái folder hình và label mới á, thì các bạn chỉnh sửa cái code của mình lại một xíu để cho nó phù hợp. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sâu hơn về cái tại sao mình lại để cái cấu hình như vậy. Thì việc đầu tiên á, ở đây là mình sẽ lấy ra cái tên file. Cái tên file thì từ cái link hồi nãy mình lấy ở trên này xuống nè, thì mình sẽ tách nó ra.
theo cái dấu thế này, nó như một cái link dài như thế này. Thì việc đầu tiên là mình sẽ click tách nó ra, thì cứ cái nào trước dấu không không dính tới cái dấu này á, thì nó tách mấy cái thành phần này ra, nó bỏ vào trong một cái list đó. Rồi nó sẽ lấy cái cuối cùng, tức là lấy cái này. Sau khi lấy cái đó xong thì nó sẽ lấy ra cái tên, tức là lấy từ đây tới đây trừ cái này ra, tức là trừ 4 đó. Tức là lấy từ đầu từ tới chỗ này thôi, là lấy chính là cái tên. Rồi tiếp theo là loại bỏ file và folder. Cái này là nơi mình lấy ra từ đây nè, thì do trong này nó còn có những cái thư mục khác, tên file khác hồi nãy hả, thì nó sẽ dục bớt cái đó đi, nó lấy lại cái thư mục gốc này, rồi nó mới chở vô cái label này. Do cái bộ dữ liệu chúng ta là phải đầy đủ hai thứ, đó là hình và label, thành ra mới có chuyện là mình tách ra, mình dục cái đám phía sau đi, thì mình cũng tách cái link theo dẹp click đó. Rồi xong mình lấy từ đầu đến trừ 3. Đó, ví dụ cũng cái link như thế này, chúng ta cũng tách theo cái dạng này. Tức là lấy lại mấy cái phần tử bên trong này nè. Nhưng mà chúng ta chỉ dục bớt 3 cái. Một là cái tên file, hai là cái tên folder 2017, ba là cái email. Thì tức là mình muốn chọn cái link đến, mình muốn lấy lại cái cục link này nè, lấy lại tới đây thôi. Lấy lại cục này thôi, rồi mình mới chọn nó vô trong cái label để mà chúng ta mở cái label lên. Nên đó ý nghĩa tại sao lại phải có cái này. Thì sau khi tách ra thì nó sẽ ở dạng là một cái list, list đơn dưới cái này, thì mình phải đi ghép cái list đó lại thành một cái link giống như thế này. Thì ghép cái list đó lại, thì cho nên đây mình sẽ dùng join. Join là để mình ghép cái list đó lại thành một cái link bình thường lại, mình gọi là link gốc. Rồi thì bây giờ mình mới đi ráp để thành cái link để mình mở cái file TT lên, thì mình mới lấy cái link gốc này, tức là lấy từ đây tới đây nè, hình như là không có dấu này nè, đây tới đây thôi, bỏ ở đây. Rồi mình mới xịt một cái, rồi label, rồi trên 2017, rồi name. Name là cái mình lấy ở đây xuống nè, tên file TT. Thì như vậy chúng ta đã thiết lập được cái link để nó có thể mở được cái file tương ứng cái file hồi nãy. Ví dụ như là mình chọn file hình số 36, thì xuống đây nó sẽ tương ứng, nó chọn cái file TT số 36 này. Thì đó là ý nghĩa của cái dòng code này, là chúng ta chọn cái hình nào thì nó sẽ lấy cái file TT tương ứng. Tuy nhiên á, trong thực tế thì không phải cứ có hình là có cái file TT đi kèm, tại vì có một số hình gọi là hình nền. Hình nền thì nó đâu có TT đâu. Thì mình sử dụng transcept để là mình loại bỏ trường hợp đó, tức là nếu như không có cái file TT thì nó bỏ qua, nếu không nó sẽ báo lỗi. Rồi chúng ta sẽ đi mở cái file đó dạng dạng read, read like rồi loại bỏ ký tự xuống dòng của mỗi dòng. Tức là cái lệnh này á, khi nó đọc xong á thì nó sẽ in ra một cái dạng mà nó có cái biểu tượng xuống dòng. Đó, chúng ta thấy đây nè, cái biểu tượng xuống dòng thế này. Thì mình không không muốn có cái chữ xịt n này, muốn bỏ đi. Thì cái dòng lệnh này giúp mình làm chuyện đó. Nó sử dụng like chấm strip, like là cái này nè, like chấm strip để nó loại bỏ cái xịt n cuối cùng.
thì for line inline là cái dòng lệnh for thôi. For à, cái line này nó lấy ra từ cái phần tử trong line này rồi nó tập hợp lại, nhưng mà nó loại bỏ cái signal cái cuối cùng. Rồi tạo danh sách 2D từ dữ liệu đã đọc, dạng phần trăm, tức là chúng ta biết là cái TT này nè. Này là label. Cái file label của chúng ta ở đây là dạng phần trăm chứ không phải là dạng số. Còn khi chúng ta đi vẽ lên cái bounding box á, thì nó là dạng số chứ không phải dạng phần trăm. Cho nên là chúng ta phải chuyển từ cái dạng phần trăm này thành cái dạng số lại, thì nó mới hiểu được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển nó, chuyển thành cái danh sách 2D. Map. À không, là danh sách 2D này là do là cái line này nó đọc ra, khi nó đọc ra nó là chỉ là những cái link rời rạc thôi, nó là một cái link rời rạc thôi. Thì từ cái list đó mình phải gom nó lại thành cái list 2D. Rồi thì for line inline lấy ra từng phần tử, line chấm split, thì chúng ta thấy là ở đây thì ở đây là nó in ra cái kia rồi, tức là cái dạng đầu tiên là in này ra nhé. Lại lại thì chúng ta thấy đây là một cái mặt trận, mà cái mặt trận này là mặt trận 1D nè. Tức là mặt trận này là 1D, thì chúng ta chuyển thành cái mặt trận 2D lại thì nó mới giống lại cái trường hợp này chúng ta nè. Thì đầu tiên nó đọc lên thì đây chỉ là những cái ma trận 1D, nó ghép thành ma trận 1D thôi. Thì chúng ta là phải sửa nó thành cái ma trận 2D lại. Rồi nó lấy ra từng cái line ở trong đó. Rồi nó split. Nó tách ra. Nó tách theo cái dấu phẩy này nè. Rồi chuyển thành cái dạng float. Float là một cái loại mà không phải máy á, tức là dạng lúc này nó vẫn còn là cái dạng phần trăm. Thì một tí chúng ta phải đi chuyển cái phần trăm nó về dạng số thì chúng ta mới dễ được. Rồi cái hàm map, cái hàm map là một cái hàm mà nó chỉ làm việc với cái ma trận 1D thôi, thì nó sẽ chuyển hết mấy cái line nè, line này hiện tại là ma trận 1D nè, thì nó sẽ chuyển hết mấy cái số đó về dạng float, rồi nó ghép lại thành một cái danh sách 2D, nên in cái list đó ra. Giờ mình sẽ in nó ra nhé. Đó, bây giờ chúng ta thấy cái danh sách chúng ta là đã là 2D rồi nè. Thì cái hàm map này bản chất nó không phải là chuyển thành 2D được, mà do chúng ta sử dụng cái loại code này kết hợp với hàm for. Thì map này nó đóng vai trò là tất cả cái thứ của nó là coi như một phần tử đi, thì cái phần tử này tập hợp lại thành một cái danh sách như thế này thì cái danh sách đó mới biến thành 2D được. Chứ chúng ta đừng có hiểu là cái map này có thể chuyển từ 1D thành 2D là chưa đúng. Thì do cái thuật toán này á, cái thuật toán tập hợp này nó giống như cái hàm là append á. Thì đó, mình nói sơ qua về cái lý thuyết của bên Python cơ bản. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi chuyển dạng phần trăm sang dạng số nè. Ở đây mình gọi cái bold list, tức là cái danh sách mà ở dạng số. Thì đây mình phải gọi ra một cái define để đổi. Rồi mình bỏ vô đây cái matrix 2D này, cái matrix 2D này đang là ở dạng phần trăm. Thì mình phải đi đổi nó lại dạng số để mà mình vẽ cái bounding box. Ở đây.
thì lấy cái mặt trận nó vô đây. Đây mình lấy ra chiều cao và chiều rộng cái hình góc á. À cái hình mà sau khi mình đã scale xong. À, scale cho bị may là đã scale xong rồi, tức là nó là cái hình mà nó bằng với cái label luôn á. Tức là cái hình của chúng ta là đầu tiên là nó có thể lớn hoặc nhỏ hơn cái label của chúng ta. Thì cái scale may này nó sẽ scale lại theo cái label này. Thì đây là cái hình này sau khi đã scale xong rồi nhé. Thì mình sẽ lấy ra chiều rộng và chiều cao. Thì nếu mình nhớ không nhầm là cái này nè, thì cấu hình nó là tọa độ tâm, cái này là class nè, cái này là tọa độ tâm, cái này là chiều rộng, cái này là chiều cao mà tính theo phần trăm. Thì bây giờ mình phải đổi nó lại theo cái vẽ. Để cái draw draw rectangle nè. Thì đây thấy B1, B2, B3, B4. B1. Thì cái vẽ này á thì nó cũng chạy theo cái dạng là x0 y0 chiều rộng và chiều cao. Thì nó lại đi theo x0 y0 chứ nó không phải là đi theo x tâm y tâm. Cái này á là cái danh sách của chúng ta là vừa mới đọc ra, nó là x tâm y tâm. Danh sách này nè. Đó, cái danh sách 2D mà chúng ta hồi nãy chúng ta lấy nó là x tâm y tâm. Cái này là x tâm nè. Và chiều rộng và chiều cao thì chúng ta phải đi đổi lại, nó phải chuyển thành cái x0 y0. Nó phải chuyển lại thành cái x0 y0. Chiều rộng chiều cao thì không cần phải chuyển. Chúng ta chỉ cần đổi nó qua dạng số là được. Còn x x tâm y tâm thì chúng ta phải đổi lại thành x0 y0. Thì vô đây. Thì với cái y3 y4 này á, chúng ta chỉ cần đổi cái phần trăm ba cái loại số, thì chúng ta cần lấy cái phần trăm đó nhân với lại cái chiều dài. Còn cái chiều cao này thì chúng ta cũng chỉ lấy cái chiều cao đó ra, chúng ta nhân với cái chiều cao. Chiều cao này là chiều cao dạng phần trăm nè, chúng ta nhân với cái chiều cao thực tế thì nó sẽ ra cái số đó là bao nhiêu. Tương tự cái chiều rộng cũng vậy nha. Còn cái dấu y tâm thì các bạn ơi, có thể hơi khó hình dung nha. Thì giả sử mình có cái hình thế này, thì cái mà mình có là cái tọa độ tâm đây nè, chiều rộng, chiều cao. Lúc đầu chúng ta có tọa độ tâm nhưng mà nó là dạng phần trăm, tức là tọa độ tâm là cái tọa độ tính từ đây nè, đây là x, đây y. Thì để biết là cái x này á, nó bằng nhiêu thì chúng ta sẽ lấy cái phần trăm. Ví dụ nó nói là khoảng cách từ đây tới đây là bằng 30, khoảng 40% của cái thằng này đúng không? Tức là 0,4. Tức là tọa độ x là bằng 0,4, tức là 0,4 tính bằng chiều dài thằng này. Mà ví dụ thằng này bằng bằng trăm chẳng hạn. Tức là khoảng cách từ đây qua đây nè, bằng trăm pixel. Rồi, trăm pixel. Thì 0,4 cùng trăm pixel là tương đương khoảng 40 pixel. Thì chúng ta đã đổi, chúng ta chỉ cần lấy cái số 0,4 này nhân với 100 thì chúng ta sẽ đổi nó ra thành cái dạng số là bằng 40. Tương tự chiều cao thì chúng ta ví dụ như cách từ đây đến đây cũng cũng cỡ 40%, 40 45% gì đó đó. Nhưng mà chiều cao này thì nó không tới 100, nó còn 80 đó. Thì nó chúng ta cũng lấy cái phần trăm nó nhân với 80 này thì nó cũng ra là cái số thực mà từ đây đến đây là bao nhiêu pixel. Tương tự thì chiều rộng,
chiều rộng này là cũng tính theo dạng phần trăm. Ví dụ nó nói từ đây tới đây là rộng cỡ 0,3. 0,3 này là 0,3 tính theo cạnh này nè. Rồi, còn cái này cỡ 0,2. 0,2 là tính theo cạnh này nha. Đó, đó là cái cách mà người ta thiết lập cái thông số bên trong cái file TT. Thì đó, cho nên tại sao là mình lại lấy cái i3 mình nhân cho w và cái i4 mình nhân cho h là vậy. Còn cái i1, i0 thì mình không quan tâm. Cái i0 nó là cái thằng này là class rồi. Mình không có làm gì với class trong trường hợp này. Thì mình bỏ qua i0, mình chỉ lấy i1 thôi. i1 chính là x-tâm. Là x-tâm nè. Trừ cho i3 chia cho 2. i3 chia 2, i3 là cái i3 i1 i2 i3. i3 là cái chiều rộng. Chiều rộng chia 2. Tức là chiều rộng là chia 2 tức là con cách này đúng không? Mà nó lấy cái i1 trừ i1 chính là i1 chính là cái x của tâm. Đúng rồi, i1 là thằng này nè, mà nó trừ ra cái khoảng cách này, đúng chưa? Thì nó bằng khoảng cách này. Khoảng cách này chính là x0. Tại vì chúng ta muốn đổi từ cái x tâm thành x không mà. Đó, nên tại sao nó lại có công thức này. Và sau khi trừ xong chúng ta nhân với lại w kép thì nó sẽ đổi ra được cái x không mà tính theo dạng số chứ không còn là dạng phần trăm nữa. Tương tự với cái y, y thì mình cũng lấy y4 mình chia 2. Y4 chính là tọa độ của x tâm này nè. Tức là hay nói cách khác là con cách này. Y4 chia 2. Y4 chia 2 là cái đoạn này. Rồi bây giờ thì lấy cái thằng này trừ cái đoạn này thì nó sẽ ra đoạn này đúng không? Y2 chính là cái đoạn này. Y2 là đoạn này nè. Trừ Y4 chia 2. Y4 là cái đoạn này chia 2 tức là lấy 1 nữa đó. Y4 chia 2 chính là đoạn này thì lấy đoạn dài trừ đoạn ngắn thì nó sẽ ra cái y0. Rồi, thì từ công thức này chúng ta sẽ có x0 y0 chiều rộng và chiều cao và đã đổi hết toàn bộ ra dạng số hết thì đúng theo cái yêu cầu chúng ta ban đầu. Đó là chúng ta cần cái x0 y0 chiều rộng chiều cao để chúng ta đi về cái bounding box. Rồi, sau khi đổi xong chúng ta thì gom nó lại thành cái bonlist này là return nó lại. Thì cái bonlist này là sau khi chúng ta đã đổi hết về dạng số và chuyển theo đúng cái format mình yêu cầu luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi tiến hành về cái rectangle bằng cái bonlist này. Rồi sau khi có cái bonlist này thì mình pen gọi ra cái painter. Painter là giống như cái cọ vẽ vậy đó. À, vẽ lên trên cái scale image. Scale image là cái hình mà sau khi chúng ta đã scale xong rồi đó. Là vẽ cái painter lên trên cái khung của scale image này nè. Set pen, set độ rộng của nét vẽ. Đó là set pen là set độ rộng nét vẽ, set màu cho nét vẽ nè. Rồi for a in bonlit lấy từng phần tử trong cái bonlit này ra. B bằng lit map in y. Thì cái này là y chính là một cái danh sách 1D. Thì chúng ta chuyển toàn bộ cái
phần tử bên trong nó về dạng in. Rồi hàm mát này sẽ cho phép chúng ta làm được chuyện đó. Sau đó chúng ta chuyển chuyển cái map này về dạng list thường. Hàm list này là dạng list thường, ta lưu vô cái biến b này. Rồi enter, chúng ta bắt đầu đi về cái hình hình chữ nhật. Thì chúng ta bỏ ở đây b1 b2 chính là x0 y0, b3 b4 chính là chiều rộng và chiều cao, trong theo đúng cấu hình này là vẽ lên được. Là vẽ lên được. À, vẽ luôn cả số này, thì cái số này do nãy mình chưa nói, nó là cái này. Để vẽ được cái số đó thì chúng ta cũng lấy ra y, y trong cái danh sách colist này. Rồi cũng set phông chữ, set pen đồ, set màu lại thì theo cái ý mà muốn. Ta muốn cái chữ nó màu gì, kích thước to nhiều, ta đi về cái test đó lên. Thì đây là cái tổ đồ vẽ. Cái tổ đồ vẽ này thì mình sẽ lấy ra cái y, y1 y2 chính là cái tọa độ x0 y0 đúng không? Thì mình chuyển về dạng in. Rồi mình gia giảm nó cho nó phù hợp, chúng ta thích cao thấp gì đó, thích vị vị trí nào thì cái thông số này để mình gia giảm nó phù hợp thôi. Rồi cái chữ để vẽ là mình lấy ra cái y0. Y0 chính là cái này. Rồi mình vẽ lên cái số đó. Đó là cái số này. Thì chưa xong. Đó là ngoài chuyện nó ra thì chúng ta phải để tiện hơn, nhanh hơn thì chúng ta cần click cái nút cái là nó chạy tiếp theo. À, nó nói là do mình chưa có khai báo cái này. Ok. Khi mình click cái nút Next á, thì nó sẽ mở cái hình tiếp theo. Mình cho một cái biến là cell count 1. Hiển nhiên tất cả những cái biến mà chúng ta có để chữ cell này thì chúng ta phải khai báo trên này. Tất cả cái biến mà có chữ cell đó đều phải khai báo hết nha. Đây là quy ước của bên lập trình. Thì sau này mình không biết nó có đổi hay không. Thì mình thấy cái đó nó, một số cái thì nó cũng được, một số cái thì đôi khi nó cũng hơi thừa. À, sau này thì nó chắc nó cũng nên thay đổi theo hướng là bỏ đi cái chuyện khai báo đi, một số cái khai báo nó khá là thừa đi. Tại vì mặc định nó lúc nào cũng là nanh đó, chỉ có một số trường hợp đặc biệt ví dụ như là list là khai báo biến đầu để đếm thì chúng ta bắt nó bằng không vậy đó. Thì cái trường hợp đó thì mới cần khai báo thôi, chứ còn trường hợp bằng nanh thì mình nghĩ nó mặc định là vậy thì nó cũng chắc cần khai báo là. Nhưng mà đây do thời điểm hiện tại thì nó bắt buộc chúng ta phải khai báo, đúng vậy chúng ta nên khai báo theo cái hướng đó. Rồi cái biến cao này sẽ đọc từ cái line edit chấm test, tức là đọc cái số ở trên cái line edit này nè, đọc bao nhiêu thì nó chuyển cái số đó về dạng in, nó lưu trong cái biến cao này. Đó, cái số in đây nè, thì net net tức là cái cell count này nó phải nhỏ hơn cái cell max offset. Cell max offset ở đây là max offset, đây là chúng ta sẽ đi đếm cái phần tử bên trong cái danh sách list chúng ta mở. Ví dụ chúng ta mở 10 hình thì cái max offset này nó là 10 đúng không? Thì xuống đây thì cái số đó phải nhỏ hơn 10 thì nó mới cho chúng ta click cái nút net được. Chứ còn nếu không có quy định cái điều kiện này thì chúng ta click lố lên cái con số 10 đó thì nó đâu có cái hình nào đâu mà mở. Thì nó sẽ có lỗi. Nên tại sao phải có điều kiện là nhỏ hơn cái max offset này. À, cell count cộng bằng 1. Đó, thì khi nhỏ hơn thì nó mới được cộng bằng 1. Rồi line edit set test cái cell count này. À, chúng ta sẽ set lại cái thông số mới sau khi chúng ta click. Thì cái
cái siêu cao này á, chúng ta phải trừ một đi, tại vì số là do con người hiểu, nhưng mà cái danh sách á, thì nó lại bắt đầu từ không chứ không phải từ một. Số thì chúng ta bắt đầu từ một, ví dụ chúng ta có 10 hình thì chúng ta sẽ chạy từ 1 đến 10, đó là cách con người hiểu. Còn trong lập trình á, thì trong cái list nó lại bắt đầu từ số 0, thành ra mới có cái chuyện là mình lấy cái siêu cao này mình trừ một để cho nó phù hợp. Thì cái lúc này mình có cái index bằng cái siêu cao trừ một là vậy. Index chính là cái thứ mà nãy mình đi chọn cái file nào mình sẽ mở đấy. Đây rồi, đây nè. Thì trong cái link nó có rất nhiều link, thì để biết cái mở cái file nào trong đó thì mình sẽ set up bằng cái index này. Đó, ý nghĩa là gì? Rồi đó, thì index trong trường hợp này mình sẽ lấy cái siêu cao mình trừ một, rồi mình đi open pick mở cái hình nó lên, thì mình lại chạy lại cái define mở hình. Mình có cái index mới thì mình lại chọn được cái hình khác trong cái siêu link này, rồi mình lại mở giống tương tự nãy mình nói đó, thì nó lấy link rồi nó mở hình lên, rồi nó dễ bao inbox luôn đó, nó chạy lại nguyên cái bộ sàu này. Rồi tương tự mình làm cái nút tác, nút tác là nút trở lại, nó cũng tương tự cái nút net thôi. Thì mình gọi này là cái count 2, thì nó cũng đọc cái số ở trên này xuống, rồi cái count 2 này nó phải lớn hơn 1 thì nó mới cho chúng ta là lít lùi, tại lớn hơn 1 thì mới lùi được, tại vì trong cái lít chúng ta thấp như bằng không, thành ra là nó phải lớn, nó phải là cái số lớn hơn 1 thì nó mới lùi về, cho phép nó lùi về. Rồi lùi xong thì nó sẽ in lại cái số mới lên trên cái latest này, rồi nó cũng cập nhật lại cái index này, rồi nó lại quay lại cái open pick y chang cái trường hợp này đó. Đó thì cơ bản là như vậy. Còn thực tế khi chúng ta làm thì nếu các bạn thấy cái cách mở này không không hay lắm thì các bạn cũng có thể mở theo cái cách riêng của các bạn. Tuy nhiên đây là một cái sườn để chúng ta hiểu cái cách ta nên làm thế nào. Thì hiển nhiên code này nó sẽ còn một số lỗi lăn tăn. Tuy nhiên thì cái fix đó nó không khó, ví dụ như mở file mà mình không chịu mở file, mình tắt đi thì nó đá luôn cái màn hình đấy ngay. Thì cái chuyện đó mình chỉ cần reset là được. Tuy nhiên mình không muốn thêm quá nhiều thứ như vậy vô, vì code mình nhìn nó dài dòng mà khó hiểu. Mình muốn đơn giản tới mức có thể để các bạn hiểu thôi. Còn các bạn muốn có thành một cái tool chính thức thì chúng ta phải đi fix những cái lỗi linh tinh đó. Để fix những cái lỗi đó thì nó cũng không khó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.